Con có nghe một chị bạn đạo nói với con là có thể thọ đọc thọ tám giới mỗi ngày. Giữ được tới giờ nào thì hay giờ đó chứ không nhất thiết là nguyên cả ngày. Ví dụ buổi sáng con thọ tám giới tại nhà rồi con đi làm vẫn giữ giới buổi trưa ăn trước 12 giờ. Nhưng vào buổi tối thì con ăn buổi chiều vậy có được không? Dự giới đó, nó có ba cái loại giữ giới một là giữ giới của người chăn bò hai là giữ giới của ní ganh thá tức là ngoại đạo ba là giữ giới của đức thế tôn giữ giới của kẻ chăn bò tức là như thế nào à, mình chỉ cần không có phạm giới như vậy là đủ rồi à, mình chỉ cần không phạm giới như vậy là đủ rồi tôi giữ năm giới thì tôi lo năm giới của tôi không phạm là thôi tôi giữ tám giới thì chỉ sau tám giới tôi không phạm thì thôi ngoài ra thì ngày hôm đó tôi có thể tôi vẫn đi làm bình thường tôi vẫn làm việc tôi vẫn bình thường như bao nhiêu con người khác Biển sao tôi không phạm giới thôi ví dụ như trong tám giới đó có một giới là không có quan hệ nam nữ thì tôi vẫn ôm hôn bình thường à, tôi vẫn từ a tới y thôi chứ không miễn sao không dép là được rồi tức là miễn sao tôi không quan hệ với người nữ thôi à, còn ngoài ra các thứ còn lại thì không vấn đề gì thì như vậy là cái kiểu giữ giới của người chăn bò kiểu giữ giới thứ hai là kiểu giữ giới của ni ganh thá tức là giữ giới theo kiểu ngoại đạo đó. tức là à, cái sự giữ giới của tôi là nó có cái giới hạn ví dụ như à, tôi chỉ giữ giới khi mà tôi đang ở nhà thôi còn khi mà ra khỏi phạm vi căn nhà thì tôi không giữ giới nữa. Hoặc là tôi chỉ giữ giới khi um, buổi sáng thôi. Còn tới buổi tối thì tôi không có giữ giới nữa. À, thì cái kiểu giữ giới mà nó có điều kiện như vậy đó. Nó có phạm vi hoạt động và có điều kiện như vậy. Thì tức là cái việc giữ giới của Ni Ganh Thá. Cái thứ ba là giữ giới của Đức Thế Tôn. Tức là gì? đặc biệt đối với việc quý vị giữ tám giới thì cái ngày mà quý vị giữ cái hôm quý vị giữ tám giới đó, chúng ta không có đi làm chúng ta ở một nơi nha cái việc giữ giới nó chỉ là cái nền tảng thôi nó chỉ là cái nền thôi trên cái nền của tám giới đó chúng ta phải thực hành Phát triển tăng thượng tâm tức là gì? Một là thực hành các đề mục tùy niệm. À, ví dụ như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Thứ hai là thực hành các cái đề mục vô lượng tâm là từ bi, hỷ Xã Ba là thực hành tứ niệm xứ. Đấy tức là ngày hôm đó là ngày mình hoàn toàn mình dành ra để mình tu mình phát triển tâm trên nền tảng của việc giữ giới chứ không phải là cái ngày hôm đó mình vẫn đi làm rồi là chỉ cần mình không phạm giới thì đó là kiểu giữ giới của người chăn bò còn mình giữ giới có thời hạn từ sáng tới chiều Ờ, hoặc từ chiều tới tối hoặc chị giữ giới ở nhà hoặc chị giữ giữ giới ở một nơi nào đó thì đó là kiểu giữ giới của Ní anh thá và đó không phải là kiểu giữ giới của thế tôn ừ. và nếu gì hỏi cái kiểu dự giới như vậy có phước hay không thì sư trả lời là có thì vẫn có nhưng mà phước thì không có nhiều thì lấy ví dụ nha À, quý vị một người đó một người à, mình xây căn nhà thì nó có bốn cây cột bốn cây cột à, nhưng mà mình bốn à, cây cột đó thì mình lâu lâu thì mình chỉ giữ bốn cây cột nhà đó trong vòng một tháng thôi sau một tháng thì cứ lâu lâu mình quẩn thì mình cứ mình phá chơi cây cột vậy đó mình phá chơi xong rồi chừng nào mình rảnh đó, thì mình xây lại cái cột nhà thì sẽ hỏi quý vị đó một cái nhà mà mình quẩn thì mình đập cái tường mình rảnh thì mình phá cái cửa mà mình buồn thì mình chơi luôn cái cột thì căn nhà đó nó có ổn hay không ừ, nó có bền hay không cũng như vậy đó cái việc mà mình giữ giới đó mà vui thì giữ buồn nghỉ ha thì cái hiệu quả của nó nó rất là có giới hạn rất là có giới hạn và nhớ về một chuyện một cái viên kim cương mà 10 10 carat đó, nha mà mình đập nhuyễn nó ra đó là 100 viên kim cương nhỏ thì xin thưa là 100 viên kim cương nhỏ nó không có giá trị bằng một cái viên kim cương lớn một cũng nó mà đập ra thôi Nha, thậm chí là nó, nó trở thành là à, bùi kim cương nó trở thành là vô giá trị nó trở thành rác cũng có ờ, cho nên là mình phải biết mình giữ giới cái kiểu gì để cho nó hiệu quả chứ còn mà giữ giới theo cái kiểu chăn bò hay là giữ giới kiểu nước canh thá thì nên suy nghĩ lại